Công an và quân đội Cộng sản Việt Nam đã xảy ra xô sát trong vụ cướp đất tin Việt Nam. Ngày 21 tháng 12 năm 2019, Facebook mang tên Phạm Bình Vũ loan tin mấy tuần nay lực lượng quân đội và công an Cộng sản tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra những mâu thuẫn lớn trong việc tranh chấp đất. Sự việc bắt nguồn từ hành động của nhà cầm quyền Cộng sản tại đảo Phú Quốc lên kế hoạch cướp đất tại trạm nghỉ mát miễn phí dành cho thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc để giao cho công ty dịch vụ vận tải Transimex. Sự việc trở nên căng thẳng khi công an địa phương đã thuê một nhóm cột đồ trang bị bom xăng, dao giết heo, mã tấu đến tấn công vào trạm nghỉ mát. Điển hình như ngày 7 tháng 12 vừa qua thì khi có một nhóm côn đồ tới cưỡng chế, phá trạm nên một số cựu chiến binh từng nằm trong đội biệt động Cộng sản Sài Gòn như là Thượng tá Đỗ Ngọc Huỳnh và Trung tá Nguyễn Văn Xuân cùng với Thiếu tá Bộ đội Đặc công Nguyễn Văn Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương Bệnh Binh Hà Nội và một số người khác đến hiện trường để xem xét. Ngay sau đó, thì phía bên Công an do Đại úy Duy Hiếu, Phó trưởng Công an xã Dương Tơ dẫn theo hàng chục cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và an ninh thường phục đến chặn đoàn người bên quân đội lạ lại và đưa ra về đồn. Phía công an mặc đồng phục nhưng đã không đeo số hiệu, tên hiệu trên áo như quy định. Theo như Facebook Phạm Minh Vũ thì khi đám côn đồ của nhà cầm quyền huyện thực hiện phá tường rào, phá nhà trong khu đất rộng 20 hecta tại ấp đường bào thì một số đối tượng đã bị cáo đã bị các thương binh bắt giữ và khống chế.